Hai bạn, hôm nay Tóc Vàng sẽ ăn chân gà Anna La La nè bạn. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức á, nên là Vàng ướp chân gà với đá nè. Nếu mà bạn không ướp với đá, bạn cũng có thể để chân gà vào tủ lạnh á, thì mình ăn cảm giác sẽ lạ nè bạn. Ok, trước khi ăn thì Vàng sẽ uống nước nha. Hôm nay Vàng uống nước ép nè bạn. Mát lắm luôn á bạn. Ok, bây giờ bạn sẽ đeo bao tay nha bạn. Yeah, ok, mời bạn Tóc Vàng ăn ăn. Wow, bây giờ bạn sẽ ăn chân gà rút xương trước nha bạn. Đây, cái này là chân gà rút xương. Yeah, mời bạn nha. Tỏi á bạn. Mát lạnh luôn á bạn, có mùi thơm giống như là xúc xích nè. Ok, bây giờ bạn sẽ ăn có xương nha bạn. À, bạn sẽ ăn cái loại cay trước bạn. À, một nửa bên đây là chân gà cay á bạn, là cái này nè bạn. Còn một nửa bên đây á là không cay, là cái này nè bạn. Ok, bạn sẽ ăn cay trước cho nó kích thích nha bạn. Ở dưới đây là đá không nè bạn. Nè, bà xem nè. Bà chân gà nó rất là lạnh luôn. Ok, mời bạn nha. Cái xương cũng khá là mềm nên là bạn có thể nhai luôn xương cũng được. Lạnh lạnh đã mà. Chấm thêm tương ớt cho nó cay đậm đà luôn nha bạn.
Đây. Em này điệu quá nè bạn. Dành. Bùng vị luôn bạn. Cái này thì mình phải lừa xương. Còn bạn nào nhai luôn xương thì mình khỏi lừa. Tỏi nha bạn. Chua. Ngon quá. Bạn sẽ ăn một lát chanh. Mày bạn nha. Mà chắc là bạn không ăn cái này đâu ha. Nếu bạn nào làm theo cách của Táo Phèn á, bỏ chân gà vào tủ lạnh hoặc là ướp đá giống như Phèn mà ngon á, thì comment ở dưới cho Phèn biết với nha. Nhiều bạn hỏi Phèn là comment cho Phèn biết để làm chi á, thì comment cho bạn biết để bạn biết là bạn suy nghĩ gì, bạn làm như vậy có ngon không, để là bạn biết những cái clip sau á bạn ra để nó tốt hơn nha. Cái này bạn cũng ướp đá rồi nè bạn. Bây giờ bạn sẽ mở ra cho bạn xem trực tiếp. Yeah, mở không được bạn. Đeo bao tay nó bị trơn á bạn, chứ nếu mà bạn không có đeo bao tay á thì nó có cái ngón này bạn mở ra dễ lắm. Để bây giờ bạn lấy kéo bạn cắt nó nha bạn. Yeah, bạn cắt rồi nè bạn. Bây giờ bạn sẽ nặng nó lên đó bạn. Bên trong sẽ làm một cái chân gà như vậy. Nó cũng lạnh luôn á bạn, về cái này là bạn ướp ở tủ lạnh rồi nè bạn. Nè. Yeah. Chỉ có một điều là bạn thắc mắc là tại sao người ta không cắt móng chân cho nó bạn ha? Còn để móng chân luôn. Ok, cái này là bạn sẽ ăn nguyên vị, bạn không có chấm luôn. Nãy giờ ăn cay rồi bạn, ăn cái này cho nó vừa vị lại.
cảm giác á mà mình vừa nạp một cái lượng calo lớn xong rồi mình uống một thức uống healthy. Wow. Giờ bạn sang tiếp cái chân gà của bạn. Bạn sẽ thưởng thức nó. Vì nó lạnh nên ăn cảm giác mát miệng nè. Ok, ăn miếng chanh nữa rồi à. Uống miếng nước rồi mình kết thúc clip hả bạn? Bạn có để link mua chân gà cho bạn nào cần á nha. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.